cạn lời với quần áo ủng hộ từ thiện, áo ren hai dây, quần tất lưới, thậm chí có cả váy cô dâu. Trước khi gửi đồ soạn cho bà con vùng lũ, đoàn cứu trợ đều phải soạn đồ nam nữ, người lớn và trẻ em để riêng, đóng gói thành những bao cẩn thận rồi mới chất lên xe và chuyển vào vùng lũ cho bà con. Thế nhưng rất nhiều trường hợp mọi người phải cạn lời với những bộ trang phục được gửi tới ủng hộ. Cần nhất lúc này là những bộ quần áo lành lặn, dù cũ cũng được, miễn sao còn dùng được và phù hợp với hoàn cảnh là có thể hỗ trợ bà con. Vậy mà rất nhiều trường hợp những bộ đồ ren, váy diêm dúa cũng được gửi đến, thậm chí cả đồ lót bị rách, khiến những người gom đồ và phân loại đồ cứu trợ phải kêu trời. Cùng với đồ lót, tất lưới còn có cả những bộ váy gợi cảm, lấp lánh. Chưa kể ngày đêm ngồi sắp xếp phân loại đồ, mọi người lại mất thời gian và công sức thêm một bước bỏ đi những món đồ không phù hợp. Nhìn những hình ảnh này, ai nấy cũng phải cạn lời. Những bộ váy áo như thế này thì bà con vùng lũ mặc làm sao? Các hình ảnh trên thì mình nghĩ là đang ở điểm tập kết gom về phân loại rồi mới đi. Nhưng mà một số người đi cho mà kiểu may quá có đống đồ xếp trong góc mà không mặc được nữa. Giờ có người xin là đưa cả bao đi không kiểm tra lại. Lúc cho đi mọi người chịu khó phân loại và tùy nhu cầu nơi mang cho để cho những đồ phù hợp là tốt nhất.